Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, tóm tắt bài 4 trang 87 đến trang 90. Văn bản 2, vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa, Đinh Trọng Lạc. Số 1 nhỏ chuẩn bị, các em đọc trước văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa và tìm hiểu thêm những bài viết về tác phẩm Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Liên hệ với những hiểu biết của em sau khi đọc bài thơ Tiếng Gà Trưa ở bài 2 để chúng ta hiểu thêm văn bản nghị luận này. Đọc hiểu văn bản. Khổ thơ đầu kể chuyện anh bộ đội trên đường hành quân khi dừng chân bên một xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ. Dòng thơ thứ tư, cục ta, với việc lập âm và dấu chấm lửng đã mô phỏng sát với tiếng gà, làm cho chuyện kể như được lồng vào một bức tranh nổi, có tiếng gà vang vọng trong không gian. Tiếng gà trưa này của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà ò ó o của Trần Đăng Khoa. Nó có một cái gì lắng động làm người ta xao xuyến bồi hồi. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Lối dùng từ, lối dùng ẩn dụ, chuyển đổi cảm giác, lấy thính giác nghe thay cho thị giác thấy. Và việc lặp lại 3 lần ở đầu dòng thơ động từ nghe có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà ngưng lại, làm sao động không gian và cũng làm sao động cả lòng người. Tiếng gà cũng làm ký ức ta quay lại với những kỷ niệm của tuổi thơ. Khổ thơ thứ hai, cứ một câu là kể và tiếp theo sau là câu tả. Tiếng gà trưa, ổ rơm hồng những trứng, này con gà mái tơ khắp mình hoa đến trắng, này con gà mái vàng lông ống như màu nắng. Những câu tả có kết cấu sóng đôi và lập từ vựng đều mở đầu bằng từ này, là từ để chỉ và để lưu ý người nghe tưởng tượng. Này con gà mái mơ, này con gà mái vàng. Việc đảo khắp mình lên trước hoa đốm trắng làm cho bức tranh gà mái mơ trở nên đẹp lộng lẫy. Việc dùng so sánh tô từ lông ống như màu nắng làm cho bức tranh gà mái vàng trở nên đẹp rực rỡ. Chính cái cảnh đẹp có thật mà xuất hiện như do một phép lạ là tiếng gà trưa đã đưa anh chiến sĩ trở lại kỷ niệm về người bà Tần Tảo suốt đời lo toan để cho con cháu được vui sướng. Tất cả 6 dòng thơ của khổ thơ dưới đây chỉ làm thành một câu đơn phát triển với những thành phần chính và phụ được tách biệt ra thành từng dòng riêng. 6 dòng thơ gồm 5 tiếng, nhưng mọi dòng lại có một cái cách ngắt nhịp khác dòng kia. Cứ hàng năm, khi gió mùa đông tới, bà lo đàn gà tôi, mong trời đừng sương muối, để cuối năm bán gà, cháu được quần áo mới. Do đó, nhịp điệu của các dòng thơ là một nhịp điệu chậm rãi của cuộc đọc thoại, bên trong đầy chất suy tưởng. Và những dòng thơ cuối cùng của khổ thơ này xuất hiện thật bất ngờ, thật cảm động, để cuối năm bán gà cháu được quần áo mới. Một chi tiết nhỏ bé đơn giản là thế mà chứa đựng một tình yêu thương sâu sắc, vô bờ bến của bà. Khổ thơ cuối cùng hay nhất, cảm động nhất, nó chứa đựng những cái tình cảm thiêng liêng, cao quý, sâu sắc và chân thành của tác giả và cũng là của anh chiến sĩ đang trên con đường hành quân. Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác ổ trứng hồng tuổi thơ. Không nén chặt được lại tình cảm yêu quý và biết ơn đối với bà, anh chiến sĩ đã thốt lên tiếng gọi thật cảm động, làm cho lời nói đọc thoại bên trong hiển hiện như lời đối thoại sống động. Việc lặp lại nhiều lần từ vì ở đầu các dòng thơ góp phần biểu hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì tổ quốc, vì nhân dân, trong đó bao gồm cả những người thân yêu trong gia đình mình, mà ở đây ghi đậm dấu ấn là người bà yêu quý với bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Theo vẻ đẹp ngôn ngữ văn học qua các bài tập đọc lớp 4 năm, nhà xuất bản giáo dục 2002.
Như vậy các em vừa theo dõi văn bản về nội dung chính, thì văn bản trên giúp cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa, nhận biết và phân tích được các biện pháp tu từ trong bài để mà làm rõ cái giá trị, sự tinh tế của một tác phẩm văn học. Tiếp theo là câu hỏi giữa văn bản. Yếu tố nghệ thuật nào của khổ thơ được tác giả chú ý? Thì cái yếu tố nghệ thuật của khổ thơ được tác giả chú ý là dòng thơ thứ tư với việc lập âm và dấu chấm lẫn mô phỏng tiếng gà một cách chân thật. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác là gì? Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác là ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về cảm giác. Nhịp của đoạn thơ này có gì đặc biệt? Thì đặc điểm, điểm đặc biệt của nhịp thơ tuy 6 dòng đều có 5 tiếng nhưng mỗi dòng lại có cách nhắc nhịp khác nhau. Vì sao khổ thơ này được tác giả Đinh Trọng Lạc coi là hay nhất, cảm động nhất? Thì khổ thơ được tác giả Đinh Trọng Lạc coi là hay nhất, cảm động nhất vì nó chứa đựng những cái tình cảm thiêng liêng, cao quý, sâu sắc và chân thành của tác giả và cũng là của anh chiến sĩ đang trên đường hành quân. Tiếp theo trả lời câu hỏi. Một nội dung chính của văn bản nghị luận vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa là gì? Nhan đề của văn bản liên quan đến nội dung chính như thế nào? Thì nội dung chính làm rõ vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa, nhan đề của văn bản đã khái quát lại nội dung chính đó. 2. Bài thơ Tiếng Gà Trưa được tác giả phân tích theo thứ tự nào? Trong mỗi khổ thì người viết đã phân tích những chi tiết hình ảnh gì? Thì bài thơ Tiếng Gà Trưa được tác giả phân tích theo thứ tự khổ thơ đầu cho tới khổ thơ cuối. Trong mỗi khổ thì người viết đã dẫn ra những cái chi tiết hình ảnh tiêu biểu để cho thấy được cái vẻ đẹp của bài thơ. Câu 3, hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến lý lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa mà em thấy độc đáo sâu sắc. Thì điểm độc đáo của đoạn thơ, 6 dòng thơ làm cho thành một câu đơn với các cách ngắt nhịp khác nhau ở mỗi dòng. Kết cấu và cách ngắt nhịp như vậy đã tạo nên nhịp điệu chậm rãi, tính chất suy tưởng cho bài thơ. Tiếp theo câu 4, trong văn bản trên tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ để làm nổi bật nội dung của bài thơ. Em hãy dẫn ra một ví dụ trong văn bản để làm rõ điều đó. Thì có thể lấy ví dụ như là tác giả đã tập trung phân tích yếu tố hình thức, biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và sự lặp lại của từ nghe ở đầu các dòng thơ. Câu 5. Mục đích của vẻ bạn của văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa là gì? Các phần trong văn bản đã làm rõ cho cái mục đích đó như thế nào? Thì mục đích ở đây đã phân tích và làm rõ vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Các phần trong văn bản chứng minh cho quan điểm đó, thực hiện mục đích nghị luận. Tiếp theo câu 6, văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được gì về bài thơ Tiếng Gà Trưa đã học ở bài 2? Thì văn bản này đã giúp em cảm nhận được sâu sắc hơn về vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa, đồng thời hiểu được giá trị sự tinh tế của một tác phẩm văn học.